Mến chào của bác chị quay lại kênh Hoàn Toàn TV. Thì hôm nay em có mặt tại chùa Bà ha. Quay những chiếc phim gửi đến cô bác chị cũng như chùa Bà đang cũng như là xí già hàng năm. Ké. Ké à ké. Ké ơi. Năm sau là lợi nhóc rồi. Năm sau lợi nhóc chết chùa. Bò hồi lâu lá nhỏ nhỏ không à. Ờ năm nay lớn nhiều. Ké nói năm sau mà lợi nhiều chết chùa luôn. Chùa không đâu chứ mấy. Hả? Đi chỗ cho mày kiếm vậy? Ồ, lâu quá không gặp chị Quyền ha. Sao lúc này khỏe không? Hả? Em vô cái đứa cười vậy? Anh thân cái lại. Không. À, chuẩn bị. Chơi xa mở đầu kêu Quyền. Mở đầu à. Chắc ai chứ kia nó dùng chữ đó mà. Kia đó. Rồi. Mới đầu á. Hồi quá. Được uống cà phê rồi. Cháy, đây là cháy. Được uống cà phê. Xa chứ trên tay mày kìa, trong bút lấy ra luôn, trong túi lấy ra dùng ra luôn. Đổ tiền uống phê à. Kẹo. Nó lượm được hai cái cẩm này sao có được hai cái. Cẩm này hai cái rồi sao có. Có là bỏ điện thoại. Đâu còn tay đâu giật được nghe. Dạ. Tại vì con cầm hai cái này sao sao. Ô kia là không thảy qua tao vậy kia. Ôi. Kia. Không thảy qua tôi vậy chơi vậy. Uống cà phê mày. Ủa được gì vậy em trai? Quá trời tiền luôn hả? Tiền được nhiêu? Chưa đếm á. Ờ chị Quyền lâu quá không gặp chị Quyền nè. Nãy giờ giật được gì? Mày em giật nè. Đâu? Trời ơi bà Quyền. À vui à. Ô bên kia đánh tiền. Ồ nó. Rồi em cũng xin kết thúc clip tại đây. Hẹn cô bác chị những clip tiếp theo. Bye bye cô bác chị. Mở nãy giờ luôn con mới lên. Ô con được về ai con? Ờ quý ha. Tiền bây giờ chúng bay phát rạo ha. Ô bên đây nè. Ô
đâu à? Bữa nay xíu được rồi. Bữa được gì vậy? Bữa nay được gì vậy? Đâu tiền nhiêu? Được nhiêu? Kẹo gớt kìa. À, đây là ồ, ở đây giật vàng hả cô ha, giật lẻ ha, hôm 10 giờ giật. Nó lội nhiều quá, sợ nít nó giật không được á. Dạ, ừ, vậy là xong rồi đó hả? Ừ, làm lát nó phát gạo lên rồi. Ờ, chúng phát gạo thiện nguyện ha. Đây là những bao phần quà để phát thiện nguyện ha. Đây, có muối, muối gạo. Gạo. Ủa, năm nay mình sao giật sớm vậy chú? Không, mỗi năm 16. 16 nhưng mà 10 giờ lận á. Bữa nay 9 giờ. Cô năm nay ở đây giật mỗi năm. Ừ, quá. Chào Hiên. Không, ở đây chơi chút hả vậy? Ở đây mát mát chút hả vậy? À, đợi nè, tưởng đâu còn giật nữa hay gì á ha? Phát gạo. Phát gạo ha. Đây. Không còn chút nữa phát gạo mới không quay được. Ờ, phát gạo quay ha. Còn rất tại, còn phát gạo. Bắt đầu phát gạo. Rồi, bắt đầu phát. Vậy là bữa giật vàng hôm nay đã kết thúc hết, cô bác chị cũng như giật vàng nhỏ thôi. Phải không chế lúc này? Ô. Ô. Làm mấy trăm không? Làm mấy trăm không á? Được nhau đủ tiền uống phải không? Dư tới 2 ly. Chúc bao Hiền ly nha. Từ để tính. Từ để tính. 2 ly đó. Ờ chào cô. Nó lấy tiền mình lấy kẹo. Ừ. Mày vui luôn. À cười. Cười quá. Cười giòn quá. Cười. Đây là cái miếng này cô bác chị. Ồ, chú lùn. Chào đại ca. Lại không kịp luôn á chú lùn. Lại không kịp luôn á. Nhớ rồi đó. Bây giờ phát rồi quay không? Quay. Quay phải không? Quay thì... Chúng lên đây kệ phát rồi sao? Bị đè nữa. Ở kệ phát đợi tới giờ phát. Kẹo. Con mang à? Rồi cho con kiếm ai cho anh con nít á. Xã Phú Tâm. Hả? Ở trên đây nè. Ở à, chuẩn bị phát những phần quà từ thiện nha các bác. Ngon không? Ngon không? Sống ăn miếng. Để qua bên nè. Có nè, có đăng nè. Tự nhiên có đăng nè. Ờ uống chè ra. Quỷ xí hè. còn TV. Facebook ạ. Facebook còn còn TV. Hey.
tới đây, đang phải đang khởi động mình ôm tới đây, đâu có mở được đâu, tém thui đâu có thấy đường. Vậy là mới quay đó hả? Hả? Đang thui đâu có thấy đường đâu. Tôi có không? Cho em xin ra ngoài chút luôn kìa. Để coi cho gì đó. Đây là gặp thứ bảy là Du Lan cũng như là đây phát quà những phần quà từ thiện. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nãy có xíu được vàng rồi. Thì cũng năm nay cũng như rồi, cười lên chứ. Thì hôm nay là những phát quà từ thiện như ngày lễ Du Lan. Ừ. Ủa sao nhiều vậy? Sao nhiều? Thì sao lấy nổi không? Nhiều chỗ, ta nổi. Dạ, nhiều chỗ hay. Hôm nay con thấy cũng như xí vàng hôm nay hơi nhỏ hơn mọi năm ha. Dạ. Đúng. Rồi. Nhỏ hơn. Chứ mấy năm trước là ung ung luôn á. Tại người đó người ta có cái gì? Bây giờ là... cũng như là được cái nào mình làm cái đó thôi. Với phát gà thì phát quà thiện nguyện này thôi ha. Cô đây bán đầy đủ luôn. Năm tại vì con ở đây con biết mà. Con cháu của bà muối hả? Cháu cô nè. Cháu vợ. Vậy hả? Vợ tô thứ năm, ba con thứ tư. Ô chào thích gì? Thôi rồi chắc em cũng xin kết thúc clip ở đây. Hẹn cô bác chị những cái tiếp theo. Và hẹn cô bác chị nhớ quay lại kênh và đồng hành cùng kênh. Cảm ơn cô bác chị rất nhiều. Anh bay clip 8 phút thương tình ngắn 2 phút. Tại vì cũng như năm nay là mọi năm nay thì đại dịch sớm ha, em cũng xin kết thúc clip tại đây. Hẹn cô bác chị những clip ha. Bye bye cô bác chị. Đây đây. Anh né sao không mất né sao? Để đi.
phí vàng hết các bác chị. Trước màn hình của bác chị là các anh, các cô, các chú cũng là phải lấy cho mình những món quà để về thôi. Ở nhà lấy hết rồi. Mấy cái đệ tử lấy á. Nhà lấy hết mẹ, lấy gì nữa? Mấy đệ tử lấy hết rồi. Vậy làm đâu có đốt. Lấy rồi.